Hôm nay tôi xin chia sẻ với mọi người về chủ đề catheter đường hầm trong lọc máu, chỉ định, chống chỉ định và chăm sóc catheter đường hầm tại nhà. Kỹ thuật đặt catheter đường hầm là gì? Catheter đường hầm được tạo từ silicone hoặc các vật liệu y tế, được đưa vào tĩnh mạch trung tâm để phục vụ cho việc lọc máu. Catheter đường hầm giúp cố định, hạn chế sự di động của chân catheter, ngăn ngừa nhiễm khuẩn và phục vụ cho lọc máu trong thời gian dài từ 3 đến 9 tháng. Những chỉ định của đặt catheter đường hầm. Chỉ định của catheter đường hầm thì có những chỉ định sau. Người bệnh có chỉ định chạy thận nhân tạo và cần có đường vào mạch máu. Thứ hai, đường mạch máu tạm thời trong suy thận cấp, chuẩn bị ghép thận hoặc thẩm phân phúc mạc. Thứ ba, hỗ trợ đường mạch máu hay tắc catheter của thẩm phân phúc mạc. Thứ tư, sử dụng trong thời gian chờ thông động tĩnh mạch, còn gọi là AVF trưởng thành. Thứ năm, sử dụng đường vào mạch máu lâu dài trong chống chỉ định của thông động tĩnh mạch hoặc là bệnh nhân đã thất bại trong việc làm thông động tĩnh mạch AVF. Chống chỉ định của đặt catheter đường hầm. Bệnh nhân có chống chỉ định đặt catheter đường hầm trong các trường hợp sau: một, rối loạn đông máu khi tiểu cầu dưới 50 zina trên lít. Thứ hai, có các chống chỉ định tương đối trong trường hợp tiền sử hẹp tĩnh mạch trung tâm, nguy cơ nhiễm trùng và suy giảm miễn dịch. Bác sĩ hãy cho biết các bước tiến hành của đặt catheter đường hầm. Trong khi tiến hành thủ thuật, bác sĩ sẽ theo dõi mạch, nhiệt độ, huyết áp và chi giác của bệnh nhân thường xuyên. Và sau khi đã tiến hành thủ thuật xong, thì chúng tôi sẽ chụp X-quang để kiểm tra lại vị trí đặt catheter và kiểm tra các vấn đề vị trí vấn đề sau mổ như có chảy máu hay không. Thưa bác sĩ, trước khi đặt catheter đường hầm phải chuẩn bị những gì? Trước khi đặt catheter đường hầm thì chúng tôi sẽ chuẩn bị bệnh nhân. Thứ nhất, bệnh nhân được giải thích và hiểu về quá trình tiến hành. Thứ hai, bệnh nhân được kiểm tra lại có chỉ định đặt catheter và không có chống chỉ định. Thứ ba, bệnh nhân được hướng dẫn vệ sinh sạch sẽ vùng cổ và ngực trước khi tiến hành thủ thuật. Bệnh nhân cần theo dõi điều gì sau khi đặt catheter đường hầm chăm sóc tại nhà? Những lưu ý ở bệnh nhân khi chăm sóc catheter tại nhà gồm có các lưu ý sau. Thứ nhất, hãy đảm bảo rằng khu vực của vị trí đặt catheter được sạch sẽ và được thay băng sau mỗi buổi lọc máu. Thứ hai, bạn hãy giữ một bộ dụng cụ để thay thế băng khẩn cấp tại nhà trong trường hợp bạn cần thay băng giữa các đợt điều trị. Thứ ba, không bao giờ tháo nắp ở cuối catheter của bạn, không khí không được vào trong ống thông catheter. Thứ tư, bạn có thể tắm bằng vòi hoa sen hoặc lau người nếu bạn có một lớp băng dính trong suốt chuyên biệt được dính vào vị trí của catheter và vùng da xung quanh. Loại băng dính này được khuyên dùng vì không thấm nước, giúp ngăn ngừa nước và các vi khuẩn xâm nhập. Bệnh nhân cần phòng ngừa nhiễm trùng huyết sau khi đặt catheter đường hầm như thế nào, thưa bác sĩ? Đeo khẩu trang che mũi và miệng bất cứ lúc nào ống thông được mở để ngăn vi khuẩn xâm nhập vào catheter của bạn. Nên đậy chặt nắp và kẹp ống thông catheter khi không được sử dụng để lọc máu. Chỉ bác sĩ và điều dưỡng lọc máu được sử dụng catheter của bạn để lấy máu hoặc tiêm truyền thuốc. Nếu khu vực xung quanh catheter của bạn cảm thấy đau nhức hoặc sưng nề đỏ, hãy gọi cho bác sĩ của bạn ngay lập tức.